Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành chỉ thị số 05 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chỉ đạo sâu sát toàn diện, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ, hiệu quả, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cho việc tổ chức kỳ thi theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt đầy đủ quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi tới các lực lượng tham gia, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, phổ biến hướng dẫn thực hiện quy chế thi cho tất cả các thí sinh, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Lào Cai thành lập một hội đồng thi, tổ chức coi thi tại 26 điểm thi đặt ở các huyện, thị xã, thành phố với 8.334 thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6.